Xin chào mọi người, tôi là Diễm Quỳnh đến từ Luật Sư X. Chúng ta đang sống ở một trong kỷ nguyên mà đề cao tính độc lập và tự chủ của con người. Tuy nhiên thì vẫn còn đâu đó những hành vi mà cấm vợ con không được phép tham gia các hoạt động xã hội lành mạnh và hợp pháp. Và bạn cần lưu ý nhé, đây là một hành vi của bạo lực gia đình. Vậy thì đối với những trường hợp này sẽ bị pháp luật xử lý ra sao? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu lời giải đáp trong video ngày hôm nay nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đi xem xét các quy định của pháp luật có liên quan về hành vi bạo lực gia đình. Ở đây chúng ta cần phải khẳng định với nhau rằng bạo lực gia đình là một hình thức của bạo lực xã hội xảy ra giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Nó có thể gây ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe và thậm chí là cả tính mạng của các thành viên trong gia đình. Và bạo lực gia đình ngày nay thì tồn tại dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Đó có thể là hành vi lăng mạ, sỉ nhục, xúc phạm nhân phẩm người khác, hay là hành vi đánh đập, đe dọa, ngược đãi, thậm chí chỉ là những hành vi như là cô lập và gây áp lực tâm lý kéo dài, gây đến những hậu quả nghiêm trọng đối với các thành viên trong gia đình. Và như tôi đã khẳng định thì chắc chắn rằng đối với hành vi mà cấm vợ con không được phép tham gia các hoạt động xã hội lành mạnh và hợp pháp thì cũng là một hình thức của bạo lực xã hội. Và bạn cần lưu ý rằng là khái niệm gia đình trong luật phòng chống bạo lực gia đình thì được mở rất là rộng. Ở đây gia đình thì không chỉ bao gồm giữa những người mà có mối quan hệ hôn nhân, mối quan hệ huyết thống với nhau, mà đó còn bao gồm cả những người thành viên trong gia đình của vợ cũ này, chồng cũ, hay giữa cặp đôi nam nữ mà không đăng ký kết hôn nhưng mà chung sống với nhau như vợ chồng. Vậy thì trong trường hợp mà cấm vợ con hay là các thành viên khác trong gia đình nói chung không được tham gia các hoạt động xã hội lành mạnh và hợp pháp thì sẽ bị xử lý như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ xét căn cứ theo Nghị định số 144 năm 2021, Nghị định của Chính phủ có quy định như sau: phạt cảnh cáo hoặc là phạt tiền từ 5 cho tới 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Thứ nhất là cấm các thành viên trong gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên trong gia đình gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc là có các mối quan hệ hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý của thành viên đó. Thứ hai là không cho thành viên trong gia đình thực hiện quyền làm việc. Và thứ ba là không cho thành viên trong gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp và lành mạnh. Bên cạnh đó thì người vi phạm sẽ bị áp dụng biện pháp là khắc phục hậu quả, như là buộc công khai xin lỗi nạn nhân nếu như có yêu cầu. Và giả sử rằng nếu trong trường hợp này người chồng hay là các thành viên trong gia đình có các hành vi đánh đập, đe dọa tới các thành viên trong gia đình khác để buộc họ không được phép tham gia các hoạt động xã hội lành mạnh và hợp pháp này thì lúc này sẽ bị xử phạt nghiêm minh. Thứ nhất là về mức xử phạt hành chính theo Nghị định số 144 năm 2021 thì có quy định là mức phạt từ 5 cho tới 10 triệu đồng. Còn đối với các trường hợp mà có sử dụng các phương tiện như là gậy này, guộc hay là các phương tiện khác để có thể đánh đập, đe dọa các thành viên trong gia đình của mình thì có thể bị xử phạt là từ 10 cho tới 20 triệu đồng. Thứ hai là nếu như mà gây ra hậu quả nghiêm trọng thì lúc này người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 134 về tội cố ý gây thương tích với 3 khung hình phạt. Nhẹ nhất thì sẽ là phạt cải tạo không giam giữ lên tới 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng cho tới 3 năm. Hoặc mức xử phạt kịch khung ở đây thì sẽ rơi vào từ 20 năm, thậm chí là tù chung thân nếu như mà làm chết từ 2 người trở lên, hoặc là làm tổn thương sức khỏe của mỗi người từ 61% trở lên. Hy vọng qua video ngày hôm nay đã giúp các bạn có thể nâng cao được các kiến thức pháp luật để có thể bảo vệ được các quyền lợi chính đáng của mình. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay. Nếu như các bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận được thông báo cho video mới nhất nhé. Luật sư X đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.